Hello, welcome mọi người trở lại với kênh của mình. Nay mình đi, nay mình ở cái tiệm gọi là Family Dollar. Family Dollar là tiệm đô la dành cho gia đình, tạm dịch là như vậy. Đó là bán đồ thứ với giá từ 11, 12 đồng cho tới 1, 2 đồng là thấp nhất. Nè, 1 đồng, 3 đồng rưỡi nè. Tiệm đô la Family Dollar, Family Dollar, tiệm đô la gia đình, mình dịch lại là như vậy. Có chuỗi, có đồ lau nhà, rồi có giấy vệ sinh, khăn các loại. Thảm, lót nhà, thiệp sinh nhật, dán móc dán để cho đồ trang trí, những cái khung ảnh là cây, chỗ cây giả, hình hoa hồng để cho trang trí nội thất, áo quần, đồ chơi con nít, ok, những đồ yes, go, ok, đó tiếp tục nha, đây là khu đông lạnh, đây là bánh kẹo, các thứ bánh kẹo, đây gọi là chip bánh kẹo để ăn dầm, gọi là chip, nó chip, cái này ngon, bánh cheddar. Nhiều tiền đây, đồng bánh cheddar đi, một cái bánh cheddar, bánh con cá, bánh con cá, cái này tiệm này nó giống như là Dollar Tree, mà Dollar Tree thì mọi thứ một đồng, mà bây giờ thì bây giờ Dollar Tree thì nó lên giá rồi, đồng 25. Ok, Kit Kat mình thích ăn này, Kit Kat ở trong có bánh, ở ngoài có kẹo, ở ngoài sô cô la, trong có bánh xốp xốp giòn giòn. Mà cái này bao nhiêu đây, chắc 40 mấy. Chị ra mình cũng chưa nhớ như ơi, cũng thử như chưa, chị ra kiếm nước uống coi. Ok, chị ra kiếm nước uống. Bây giờ rồi à, 1 giờ 17 phút. Đó, có xà bông giặt đồ nữa nè, chị cứ gắt kiểu ra cái máy nước, bán nước, uống, Coca Cola, quên nữa, trong máy này cũng có nước mà, cà phê không,
với lại energy drink là nước tăng lực, à, tăng lực. Có nước gì nó không có tăng lực mà nó ngon ngọt. Cái gì ăn được á, cái gì cũng nước nó 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 nước nó